tiết lộ thú vị về tháp Eiffel biểu tượng nước Pháp. Tháp Eiffel biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp được đặt tên theo tên của tác giả của ngọn tháp này là Gustave Eiffel. Đặc biệt, một bức tượng Gustave Eiffel được đặt ngay dưới chân tháp. Tháp Eiffel được xây dựng trong 2 năm từ năm 1887 đến năm 1889 để phục vụ triển lãm Paris. Công trình này được thiết kế tồn tại trong 20 năm. Tuy nhiên, công trình này đứng sừng sững giữa đất trời suốt mấy thập kỷ qua. Tính từ mặt đất đến anten, tháp Eiffel cao 324 m. Theo đó, đây là công trình cao nhất nước Pháp hiện nay. Theo các chuyên gia, vào mùa đông, độ cao của tháp Eiffel giảm từ 10 đến 20 cm do nhiệt độ giảm khiến thép co lại. Tháp Eiffel là công trình thu phí thu hút du khách nhất thế giới bởi mỗi năm có khoảng 7 triệu người ghé thăm nơi đây. Phần lớn khách tham quan là người Mỹ, Anh và Italy. Một điều thú vị là tháp Eiffel mở cửa đón khách vào tất cả các ngày trong năm, trừ khi nào tiến hành sửa chữa. Cứ 7 năm một lần, tháp Eiffel sẽ được thay lớp sơn mới để tránh rỉ. Mỗi lần sơn lại, công trình nổi tiếng này sẽ tiêu tốn khoảng 60 tấn sơn. Bên trong tháp Eiffel có hai nhà hàng và một quầy bar. Trong chiến tranh thế giới 2, Pháp đã buộc phải phá hủy tháp Eiffel trước khi đầu hàng quân Đức. Lý do Pháp làm vỡ hệ thống thang máy bên trong tháp Eiffel là nhằm ngăn không cho Đức Quốc xã chiêm ngưỡng quang cảnh thành phố từ trên cao. Để tháp Eiffel lung linh, rực rỡ vào ban đêm, 20.000 bóng đèn được trang trí khắp tháp.